Tức là Trung muốn là tôi sẽ lên đường này và để đi ra bởi chỗ kia thì nó quá cao không để đi được. Ok, đợi tôi một chút nhá. Ok. Tôi thăm lại ngôi mộ một chút đã. Cái bức tường này nó cũng thấp thôi. Đi lên đi. Lăng của cha vua Gia Long thì cũng đã bị nhà Tây Sơn có thể là xâm phạm gì đó, chỉ còn cái sọ thôi đúng không? Cực kỳ khó khăn. Các bạn thân mến, Thừa Thiên Huế là một tỉnh ở đó có rất nhiều những lăng tẩm của triều Nguyễn. Có nhiều lăng mà khá là lạ, có thể là của những cái người mà từ trước đó nữa, bởi vì chúng ta chỉ biết tới những ông vua nổi tiếng như là Khải Định, Tự Đức, rồi Gia Long, còn rất nhiều ông vua nữa. Hình như là tôi đang đi qua một cái lăng như vậy. Ở đây thì cái lăng này cũng nhìn ra phía sông Hương đấy các bạn này. Đây là sông Hương. Đi qua thì tôi thấy có một cái tấm bình phong cực lớn ở đây. Tôi vừa đi một vòng ở đây để cũng tìm xem có đường vào không thì không thấy đường vào các bạn ạ. Ở đây chỉ có một cái cổng thì đã bị khóa rồi. Đây này, đất nó bám hết vào đây rồi. Chứng tỏ ngày xưa là cái con đường này nó có thể nó cao lên đây, và cái đất này nó bám vào, hay là một lý do gì đấy. Ở đây có thấy một cái tấm bảng ghi là bảo vệ di tích Lăng Cơ Thánh. Lăng Cơ Thánh. Có một cái cổng thì đã khóa rồi các bạn ạ. À, có lẽ tôi phải cần sự trợ giúp của một người bạn Huế. Trung ơi, khóa rồi. Khóa đấy à? Ừ. Bây giờ có cách nào vô? Trèo vô à? Trèo, cửa đường tôi đeo vào. Ông trèo vô rồi đúng không? Ông trèo đường nào? Cửa đường tôi đeo cái cửa đường ở bên đây này. Cửa đường nó đi thẳng vào đây này. Đi thẳng vào đây á? Ừ. Thì là không có cái này thì ừ. Thì thế gọi gì là trèo vô, thế là ông đường đường chính chính không đi vô rồi. Nhưng mà ở trong đó là nó có cái bức thành. Bức thành. Đeo vào bức thành nữa. Thế đó, đâu có bức thành nào nữa đâu. Ông có bị nhầm gì không? Tôi thấy là ở trong cái cửa này là lăng luôn mà, hay là nhầm thằng lăng khác? Đây bức thành đây à? Hay là ông trèo qua đây? Hay bây giờ mình trèo qua đây nhá. Ừ, vào đi. Ừ, đi không? Ồ, may quá, cái bức tường này nó cũng thấp thôi. Đi lên đi. Tôi vào đây không phải là phá hoại cái gì cả, bởi vì là đã bị đóng hết, khóa hết vào thì mình đi qua mình cũng muốn vào thì chả lẽ lại đã tới Huế rồi mà lại không vào đây. Thì tôi đành phải vào thôi, chứ không phải... Ồ! Các bạn ạ, à, ở khu vực này thì lại có tiếp một lên một cái bậc thềm nữa. Và ở trong kia thì một cái tường thành, đây đúng là tường thành thật không ạ? Ừ. Và cái cửa nó... cái, có bị một cái cửa đấy. Bị khóa. Ừ. Đây. Trông rất là kỳ lạ. Đây có một cái bát hương này. Lăng Cơ Thánh, còn gọi là lăng sọ đấy. À. Ừ. Thì đằng này là lăng của cha của vua Gia Long. À, cha của vua Gia Long. Ừ. À, thế là cha của cái ông vua mà đầu tiên đầu tiên của triều Nguyễn đúng, đúng rồi. Không? Thì ông này cũng không phải là vua gì đâu đúng, đúng không? Rồi. Rồi tôi bây hiểu giờ đây, rồi. Này, đây có một cái lỗ này, chúng ta có thể là đứng bên này nhìn vào. Nhìn vào thì ủa, ngay đây có hương luôn này. Trong kia thì cũng có một tấm bình phong. Bây giờ có cách nào vào tiếp được không? Ở đây thì các bạn thấy là có một bức tường đá. Tôi muốn tìm cách để vào thêm. Bên kia thì có một cái miếu kìa.
có một cái miếu ở kia. Mình ra đấy cái miếu đấy xem trước đi. Đây để tôi trèo đây nhé. Ôi ôi ôi. Chỗ này có thể vào được không? Chắc là vào được, nhưng mà trước khi vào thì tôi muốn ra xem cái miếu hay cái có cái mộ gì ở đây này. Cái khuôn viên ở đây khá là rộng. Cũng may là cái khu này nó biệt lập, không có bảo vệ, nên chúng tôi không gặp một cái trở ngại gì lắm. Ồ, ông nghĩ đây là cái gì? Đây là một cái miếu hay là một cái nhà thờ gì đó? Cái nhà để thờ, giống như là một cái cũng rất khó hiểu nhá. Bởi vì có một cái điều rất đáng tiếc của chúng ta là không thể đọc được những cái dòng chữ Hán Nôm. Bởi vì có một cái cuộc cải cách chữ quốc ngữ đã xảy ra. Khi mà cái chữ quốc ngữ xuất hiện thì người ta không dùng đến cái ký tự Hán Nôm nữa. Do đó những cái thế hệ về sau, như từ có lẽ là từ thế hệ của ông tôi rồi, đã không còn có thể đọc được những cái dòng chữ này nữa. Đây là một cái, tôi nghĩ rằng là một cái lỗ hổng lớn của thế hệ hậu thế như chúng ta. Ở đây thì tôi thấy có cả, tôi nghĩ là có thể về sau là người ta chôn ấy, những gia đình nào mà có người mất ấy thì người ta sẽ chôn ở đây. Thôi, tôi nghĩ rằng anh em mình không nên lan man ở đây nữa, mình đi vào trong lăng đi. Đi. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ phía này, bởi vì tôi để ý thấy cái lăng này là men theo một cái quả đồi, thì phía trên đồi kia thì cái bức tường nó thấp hơn. Cũng may là nhờ có Trung là người Huế nên tôi biết được rằng lăng Cơ Thánh hay còn gọi là lăng Sọ. Tại sao gọi là lăng Sọ nhỉ? Ông có biết không? Lăng Sọ thì tôi cũng có đọc qua, nói chung là cũng không rõ lắm. Nhưng mà nghe nói là cái sò đó là sò của cha của vua Gia Long. À, tức là để hay là thờ một cái sọ. Đây các bạn này, các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái này như kiểu là một cái xây kiện, như kiểu một cái đấu trường ấy. Vào đây tôi nghĩ là ngày xưa để muốn vào đây cũng khó cơ. Chỉ duy nhất là có cái cổng đấy thôi, có thể là để bảo vệ. Cái theo cái suy luận của tôi nhá, có phải là ngày xưa mà có cái thời mà nhà Nguyễn với Tây Sơn ấy là có những cái hiềm khích và đối đầu nhau, thì có thể là lăng của cha vua Gia Long thì cũng đã bị nhà Tây Sơn có thể là xâm phạm gì đó, chỉ còn cái sọ thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi về sau là người ta sẽ thờ là chỉ còn được bao nhiêu thì sẽ thờ bấy nhiêu. Ừ. Thì có thể dân gian thì gọi là lăng sọ. Chỉ có thờ một cái sọ thôi. Đấy là cái tôi suy luận thế, còn có thể là tôi sẽ về tìm hiểu thêm. Bây giờ thì chúng ta tìm cách xuống đi nhở. Lăng Sọ hay còn gọi là Lăng Cơ Thánh nằm trên địa bàn làng Cư Tránh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là lăng của ông Nguyễn Phúc Luân, cha đẻ của vua Gia Long, vị hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Nhắc đến lăng Sọ là gợi lại chuyện ân oán giữa đội quân Tây Sơn và nhà Nguyễn trong lịch sử nước ta vào cuối thế kỷ 18. Theo sử sách và các truyền thuyết dân gian, ông Nguyễn Phúc Luân là con trai thứ của võ vương Nguyễn Phúc Khoát, được đào tạo để nối nghiệp chúa. Nhưng khi võ vương qua đời, Trương Phúc Loan chuyên quyền tống Nguyễn Phúc Luân vào ngục và đưa Nguyễn Phúc Thuần chỉ mới 12 tuổi lên làm vua Bù Nhìn để thâu tóm quyền lực. Nguyễn Phúc Luân ở trong ngục đau buồn mà chết. Mộ ông được an táng tại núi Cư Tránh, tồn tại cho đến bây giờ.
Thời gian sau đó, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra. Tây Sơn, cụ thể là vua Quang Trung, đã cho người đào lăng mộ 8 đời chúa Nguyễn và đời thứ 9 là mộ cha Nguyễn Ánh cho vứt xuống sông vào năm 1792. Chính sử nhà Nguyễn từ Đại Nam Thực Lục lẫn Đại Nam Liệt Truyện đều ghi lại. Sau khi đánh trận hay thua, tướng lĩnh không diệt được Nguyễn Ánh ở Gia Định. Người ta đều nói các lăng liệt thánh, lăng của các chúa Nguyễn, khí tốt nghi ngút, nghiệp đế tất giấy, Huệ bực tức, sai đổ đảng vào các lăng, mở lấy hải cốt, quăng xuống vực. Cộng với việc dân chúng đảng trong tương truyền, Nguyễn Ánh mới chính là chân mệnh thiên tử. Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh lại là kẻ thù không đội trời chung, nên việc phá lăng mộ của các chúa Nguyễn, vứt xương hủy long mạch để tuyệt đường thoát của Nguyễn Ánh là chuyện dễ hiểu, vì 4 lần đánh Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ chưa từng diệt được. Sau khi quân Tây Sơn cho khai quật mộ mả Nguyễn Phúc Luân, lấy xương cốt rồi ném xuống sông Hương, một người dân địa phương tên là Nguyễn Ngọc Huyên liền lén vớt hộp sọ của Nguyễn Phúc Luân rồi chôn cất vào một nơi bí mật. Năm 1802, Nguyễn Ánh, tức vua Gia Long, lên ngôi hoàng đế. Huyên đến trình báo và chỉ chỗ chôn sọ. Vua liền cho người khai quật rồi cắt máu ở tay nhỏ vào sọ. Thì thấy sọ hút hết máu, vua tin tưởng và cho xây dựng lăng cơ thánh ở chỗ huyệt mộ cũ để cải táng sọ của cha. Cũng chính vì thế mà dân gian hay gọi là lăng sọ. Và về sau, nhà vua cũng cho lập miếu thờ Nguyễn Ngọc Huyên, người đã tìm ra hộp sọ của cha mình, ngay bên cạnh lăng sọ. Để tôi xem nhé. Dưới này thì có... dưới này có hoa này, với rất nhiều lọ hoa đây. Tôi nghĩ cái đường này xuống sẽ hơi khó. Hay đường kia đi. Đường bên kia bên kìa. Kia là có một cái tấm gạch đúng không? Ừ, gạch để xuống có thể là cũng có người muốn lên xuống đấy. Bê thử đi. Để chúng ta sẽ đi lên trên này. Đây các bạn có thể thấy rằng là cái tấm bia này nó cũng quá lâu rồi. Mặc dù nó to nhưng mà đã có những cái vết nứt ở dưới. Khu vực này cũng là một trong những cái nơi mà phong thủy cực đẹp để chôn cất cho người chết. Ôi các bạn này, cái bức tường này cũng đã hư hỏng, nó bắt đầu bị thời tiết nó bào mòn rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ tìm cách. Bây giờ nhà chỉ có cái cách là hai anh em mình hỗ trợ nhau. Bây giờ tôi xuống trước, đấy. Không về sau lên được cùng nhau thì là tốt nhất. Được không? Cố thôi. Tôi chưa biết là được hay không. Có thể xuống thì dễ. Khó đấy không? Từ từ. Chết rồi. Không có cái... không có điểm... Ừ, không có điểm để ấy chân đi nữa bởi vì... Tôi sẽ dùng tay chỗ này. Theo ngã đấy. Rồi. Thôi tôi đứng trên này không được nha. Tôi đứng đây cũng được. Ừ, thôi đứng đây không được nha. Ừ, chúng là nhiều khi tôi kẻ cũng lên. Ok được rồi, thế thì ông đứng trên này nha. Bạn đồng hành của tôi không muốn xuống. Thì anh ấy sẽ ở đấy để canh gác cho tôi. Bây giờ tôi đang có mặt tại Lăng Cơ Thánh. Các bạn có thể thấy rằng là cái kiến trúc của đây là tấm bình phong ở cái cửa đã che chắn cái tầm nhìn vào cái ngôi mộ ở bên trong. Theo như Trung nói thì ở dân gian đồn đại rằng ngôi mộ này chỉ chôn một cái sọ của bố của vua Gia Long. Tức là người nằm dưới mộ cũng không phải là vua, chỉ là cha của vua thôi, vị vua đầu tiên của triều Nguyễn. Cái tấm bình phong này ngày xưa tôi nghĩ có rất nhiều màu sắc và có cả những cái mảnh sành theo đúng cái thiết, có thể là như vậy. Hình như không có mảnh sành.
Đúng rồi, nhưng mà sẽ có màu sắc ở đây. Đây chỉ là đất nung thôi, nhưng mà dạo qua thời gian thì đã bị bào mòn rồi. Cái mảnh sành tôi nghĩ tôi vừa nói là nó là một trong những cái kiến trúc của triều Nguyễn họ rất là hay dùng. Tôi thấy có một cái hương ở đây này, nhưng mà rất tiếc là không có lửa, không có bật lửa, vì vậy mà tôi không thể thắp hương được. Sao cơ? Lên nhà kia được không? Lên ở đây á? Ừ, tôi nghĩ là lên sẽ dễ hơn đấy. Ừ đúng đấy, nhưng mà khi mà ra ngoài thì có được không? Mày đi vòng lại đây lại. Bây giờ ông đi ra đấy đi. Ông đi ra đấy xem là cách xuống có dễ không, thì tôi sẽ lên đường đấy. À ý ông là tôi lên đây gì? Ừ. Tôi lên đây không tôi lại đi men ra đây để về gì? Chỗ này có cái điểm tường đấy. À rồi tôi hiểu rồi. Ừ. Ngôi mộ thì rất là đặc biệt, nó hình vuông các bạn ạ. À, thực sự khi ở Huế thì tôi phát hiện ra là nó cũng khác cái phong tục ở ngoài Bắc một chút, là bởi những cái ngôi mộ nó có rất nhiều những cái hình thù khác nhau. Có cái thì hình tròn, hình đài sen, có cái thì hình vuông chứ không phải là hình chữ nhật như là đa số ở ngoài Bắc. Đây cái bức, để tôi nghĩ để tấm bia. Tấm bia có thể là ghi tên rồi những cái gì đó về thân thế của người nằm dưới mộ. Ở đây thì có nải chuối này, có một cái trầm hương, thì chứng tỏ rằng là cũng thỉnh thoảng cũng có người tới đây đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ tìm cách lên, nhưng mà thấy chỗ này khó không, có cần trợ giúp không? Từ từ, khi nào cần thì tôi sẽ nói. Tôi nghĩ là ngày xưa chiều cao của người Việt cũng không cao lắm, thì cái bức tường này đúng là cực kỳ khó khăn. Được rồi. Thế thì mình xuống đây được luôn không? Xuống bức tường này này, hay là vẫn phải ra kia? Chắc phải ra kia đi. Ừ thôi đi. Hơi cao đấy. Ừ. Anh em chúng tôi quyết định sẽ quay lại cái chỗ mà chúng tôi đã lên. Cái cảm giác mà bước trên một cái bức tường đã được xây từ cách đây hàng trăm năm trước bằng những cái hòn đá rất là độc đáo các bạn ạ. Đá nó có màu đỏ này. Đây. Mình cảm thấy mình đúng là một người đi khám phá, và có một cái nó không phải là thuần là kiểu như mọi người nghĩ là khám phá là phá hoại, là khám rồi phá, là sau mỗi chuyến đi này là tôi thấy mình hiểu hơn về lịch sử Việt Nam, về đất nước, con người, về những cái điều mà có thể là những cái thông tin ở trên sách giáo khoa không bao giờ nhắc, cũng như là cái thông tin trên mạng cực kỳ là hiếm hoi. Nó có những cái bề dày tầng lớp lịch sử của Việt Nam mà chúng ta phải tự đi tìm kiếm, tìm hiểu và khám phá thì mới có thể biết được. Ôi. Cảm ơn Trung nhá. Nhớ ông mà tôi mới biết thêm một cái địa điểm rất là thú vị.